Nhà đất Anh Hùng trên kênh YouTube Bán Nhà của Vấp Tân Bình, quận 12. Xin kính chào quý anh chị khách hàng. Video ngày hôm nay em xin gửi đến quý anh chị chúng ta một căn nhà phố hiện đại thiết kế đẹp nằm trên trục đường Phan Ích, phường 14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Một căn nhà với diện tích khủng luôn nha mọi người, ngang 4,5m, độ dài 20m. Được thiết kế một trệt một lửng 3 lầu có thang máy. Một căn nhà hướng đông nam phù hợp với quý anh chị chúng ta thuộc phong thủy là Đông Tứ Trạch. Và chúng ta cùng để ý mặt tiền mặt chính căn nhà này, một căn nhà phố nằm trong một khu dân cư VIP thuộc trục đường Phan Ích, phường 14, quận Gò Vấp nha mọi người. Căn nhà thiết kế rất đẹp, không gian xanh thoáng mát, tặng kèm full nội thất bên trong. Và chúng ta sẽ cùng nhau tham quan con đường trước nhà nha quý vị. Đây là một con đường rất là rộng, con đường lên tới gần 10 mét đường thông. Xe hơi xe tải ra vào quay đầu và tránh nhau thoải mái luôn. Chúng ta để ý con đường trước nhà này. Đường này thì xe hơi đậu trước nhà và vào nhà phải nói là thoải mái và dễ dàng nha mọi người. Một khu nhà rất là VIP, sạch sẽ, an ninh, toàn nhà lầu thôi. Đường vô cùng thông thoáng luôn nha mọi người. Cây xanh, mát mẻ và vô cùng đẹp. Căn nhà chúng ta thì với diện tích rất là khủng, ngang tới 4,5m, độ dài tới 20m. Và chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển vào bên trong căn nhà nha quý vị. Thì bên ngoài chúng ta sẽ có một lớp, một khoảng vỉa hè này, khoảng vỉa hè và một cái cửa cổng bên ngoài, lớp cửa sắt. Bên trong là khu vực sân đậu xe hơi và xe máy. Sân đậu xe hơi và xe máy ở đây khoảng chừng 6-7m, chúng ta đậu vừa xe hơi từ 4 đến 7 chỗ. Và nhà thì xây rất là cao, một trệt một lửng 3 lầu, xây kiên cố, thiết kế theo mẫu kiến trúc hiện đại năm 2021, rất đẹp và cao cấp. Căn nhà mà nằm trong một khu dân cư khá là đẹp nha mọi người. Căn nhà này có thang máy nữa, tặng kèm full nội thất bên trong. Huy Hùng xin mời quý anh chị chúng ta cùng nhau di chuyển vào bên trong để tham quan không gian bên trong căn nhà nhé. Thì khu vực sân đậu xe thì gia chủ có ốp gạch và trang trí rất là tuyệt vời. Bên trong sẽ là không gian phòng khách và có một lớp cửa nhôm sinh pha ở đây này mọi người. Phía trên là trần thạch cao và trần ốp nhựa rất là cao cấp. Và căn nhà này đang được bên Huy Hùng chào bán với giá tương đối là hợp lý luôn nha mọi người. Giá bán bên Huy Hùng đang chào bán cho căn nhà siêu phẩm này là 13 tỷ 500 triệu đồng còn bớt mạnh. Quý anh chị quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp với Huy Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình để được tư vấn và dẫn đi xem nhà cũng như được hỗ trợ vấn đề pháp lý căn nhà. Đây là một căn nhà mà gia chủ xây vô cùng chắc chắn và kiên cố. Chúng ta sẽ di chuyển vào bên trong không gian phòng khách ở bên trong này. Phía trên đây thì chúng ta có trần thạch cao đèn thả nhá. Và tầng lửng này thì xây cao khoảng chừng 5m mấy 6m. Phía dưới thì chúng ta ốp gạch 1m vuông, có dán giấy và treo tranh cũng như là những cái gió bông. Bên trong phía dưới cầu thang thì chúng ta sẽ có cái hòn non bộ khô. Và bên tay trái màn hình này là khu vực tủ rượu và những cái đồ trang trí. Chúng ta sẽ có cầu thang bộ bên ngoài và cầu thang máy bên trong nha mọi người. Đây là không gian cầu thang này và giếng trời ở giữa nhà. Nhà chúng ta thì có hai giếng trời, một giếng trời phía sau và một giếng trời ở giữa nhà. Ngang 4,5m, độ dài tới 20m, một diện tích rất là hiếm trên địa bàn quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh.
Đây là không gian bếp nha mọi người. Không gian bếp thì chúng ta có một bộ bàn ăn 6 ghế. Khu vực tủ kệ bếp trên dưới đều được làm bằng chất liệu là gỗ cam xe. Có khu vực đặt bình đựng gạo, khu vực nếu chúng ta đặt bếp và đặt máy hút mùi và bồn để chén bát cũng như giá kệ để chén bát. Đây là không gian bếp của căn nhà. Không gian phòng bếp phía đằng sau, chúng ta có gara xe hơi và phòng khách phía đằng trước, phòng bếp phía đằng sau. Phía cuối nhà là giếng trời và phòng vệ sinh nha quý vị. Cuối nhà chúng ta có giếng trời rộng này. Đây là giếng trời phía sau và phòng vệ sinh cuối nhà. Một trệt, một lửng, ba lầu. Bao gồm gara xe hơi, phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ và 6 phòng vệ sinh. Hướng đông nam phù hợp với quý anh chị chúng ta thuộc phong thủy là đông tứ trạch. Và với giá bán 13 tỷ 500 triệu đồng, còn thương lượng mạnh khi liên hệ xem nhà bên nhà đất Huy Hùng. Thì quý anh chị cảm thấy căn nhà này có phù hợp thì hãy gọi cho Huy Hùng sớm nha. Nhà đất Huy Hùng rất hân hạnh được phục vụ quý anh chị khách hàng đi xem nhà và mua nhà trên địa bàn quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển lên trên không gian tầng lửng của căn nhà. Một căn nhà nằm trong khu dân cư khá là VIP và đắc địa nha mọi người. Chúng ta sẽ di chuyển lên theo cầu thang bộ lên khu vực không gian tầng lửng, phòng tiếp khách chính của căn nhà. Nhà này thì phù hợp vừa ở vừa làm phòng công ty cho thuê, kinh doanh buôn bán làm showroom spa nha quý vị. Chúng ta đang di chuyển lên không gian tầng lửng. Tầng lửng thì chúng ta có một bộ bàn ghế nhỏ ở đây này, ở ngay sảnh này, sảnh cầu thang nha. Sảnh cầu thang căn nhà thì làm tương đối rộng, được ốp đá hoa cương rất là lung linh, có những cái tủ kệ trang trí và một không gian phòng khách trên đây phải nói là vô cùng rộng và thoáng mát, với cửa kính cường lực 10 ly cách âm này. Và khu vực phòng khách trên tầng lửng thì rộng rãi, được trang trí rất là đẹp, có vệ sinh trong và có cửa sổ ra giếng trời. Đây là phòng vệ sinh ngay tầng lửng luôn nha mọi người. Một căn nhà mà gia chủ thiết kế phải nói là tuyệt vời luôn nha mọi người. Có thiết kế nên là cách bố trí không gian cũng như là cách thiết kế trong căn nhà này phải nói là không có điểm nào chê được. Phòng khách trên tầng lửng thì chúng ta có tủ kệ tivi, cửa sổ và cửa ra giếng trời, cũng như là không gian để gắn máy lạnh. Và những không gian đẹp nhất trong căn nhà đang được Huy Hùng gửi đến quý anh chị chúng ta. Lên trên đây thì chúng ta sẽ có một giếng trời ở bên hông nữa mọi người này. Một cái giếng trời ở bên hông này. Đây, giếng trời bên hông ở dưới nhà. Và một giếng trời lấy sáng ở phía cầu thang máy. Rồi chúng ta sẽ vào thang máy để chúng ta lên lầu trên nha. Nhưng mà vào thang máy chúng ta lên lầu trên, lên lầu phòng ngủ nha. Chúng ta sẽ lên tham quan phòng ngủ. Thang máy này làm rất là đẹp nha mọi người. Đây, chúng ta sẽ vào thử thang máy. Xem thang máy này bao nhiêu ký nha. Chúng ta sẽ lên lầu 2. Đây là thang máy 450 kg nha mọi người, dành cho 6 người đi cùng một lúc. Chúng ta đang lên lầu. Thang máy quá tuyệt vời, quá đẹp. Chúng ta sẽ vào tham quan phòng ngủ nha quý vị. Đây, hành lang phòng ngủ với giếng trời bên ngoài rất là thoáng mát này. Và chúng ta sẽ vào phòng ngủ phía sau, phòng ngủ số 1. Phòng ngủ thì chúng ta có tủ áo và tủ kệ tivi, giường ngủ và bàn trang điểm cũng như là đôn đầu giường. Phía sau chúng ta có những tủ kệ để trưng bày và khu vực gắn máy lạnh. Đây là phòng ngủ phía sau. Phòng ngủ khoảng 30m² nha quý vị. Khoảng 30m² rất là rộng rãi. Đây là một không gian phòng ngủ phải nói là đẹp. Đây là phòng ngủ đầu tiên, phòng ngủ full nội thất. Và phía sau sẽ là vệ sinh và giếng trời. Thì chúng ta có cửa nhôm ở đây và ra sau là giếng trời. Đây là giếng trời thông với phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh căn nhà này tương đối rộng so với những căn nhà Hùng đã quay trước đây. Thì chúng ta thấy nó rất là rộng này, với bồn cầu, lavabo, rửa mặt và gương soi theo kiểu Toto bên ngoài. Bên trong sẽ là giá kệ để đồ và phòng tắm đứng, bồn tắm hoa sen, bồn tắm sen thuyền. Đây là phòng vệ sinh của phòng ngủ số 1. Nhà chúng ta thì có tới 6 phòng vệ sinh. Rồi quý anh chị cùng theo chân Hùng ra khu vực không gian phòng ngủ phía trước nhé. Phòng ngủ số 2. Nhà này thiết kế lệch tầng nha quý vị. Lệch tầng, đường sau cao hơn đường trước. Chúng ta ra phòng ngủ số 2, phòng ngủ phía trước này. Phòng ngủ này khoảng gần 30m² nha mọi người. Phòng ngủ phía trước này nó rộng hơn. Thì ở đây chúng ta đang thấy cái phòng ngủ rất là rộng, với giường ngủ 2m, khu vực tủ kệ trang trí, bàn trang điểm và
Bên đây là dàn tủ kệ tivi và tủ áo. Phía trước là cửa ra ban công ba cánh này, ban công phía trước rất là rộng, được làm bằng kính cường lực và xây lên nữa. Đây là ban công phía trước này. Căn nhà rất rộng rãi nha mọi người. Chúng ta đang tham quan phòng ngủ số 2, phòng ngủ phía đằng trước. Ống máy lạnh thì gia chủ đặt ngay trên cửa nên chúng ta gắn vào vệ sinh máy lạnh rất là dễ và thoải mái. Vệ sinh trong, phòng vệ sinh thì với cửa nhôm xin pha và bồn cầu lavabo rửa mặt và gương soi được đặt bên ngoài, bên trong sẽ là bồn tắm đứng, vòi tắm hoa sen, phòng vệ sinh có ô thoát mùi ra giếng trời. Rồi chúng ta vừa tham quan xong cái phòng ngủ số 2. Rồi chúng ta sẽ theo chân Hùng lên tham quan không gian phòng ngủ số 3 và số 4 của căn nhà. Cầu thang thì ốp đá màu nâu đỏ. Chúng ta đang di chuyển lên trên lầu để tham quan tiếp tục hai phòng ngủ tiếp theo. Hai phòng ngủ trên đây thì gia chủ mới gắn tủ kệ tivi, chưa có giường ngủ. Và phía trước vẫn là cửa ra ban công, rất là thoáng, không gian mở nha mọi người. Phòng ngủ này thì chưa có nội thất nên chúng ta nhìn nó rộng thênh thang luôn nha quý vị. Và có vệ sinh trong luôn, phòng vệ sinh vẫn có đầy đủ nội thất là bồn tắm đứng, vòi tắm hoa sen và gương soi. Và chúng ta sẽ qua không gian cái phòng ngủ số 4, phòng cuối cùng. Thì nó cũng giống vậy nha mọi người, cũng có tủ kệ tivi và chưa có giường ngủ, cũng như là máy lạnh. Phía sau sẽ là không gian của vệ sinh và giếng trời. Phòng vệ sinh khá là rộng nha mọi người. Ngang 4 mét rưỡi, độ dài 20 mét, diện tích công nhận trên sổ là 80 90 mét nha mọi người. Công nhận trên sổ là 90 mét, đúng 90 mét tròn. Sổ hồng riêng, pháp lý giấy tờ đã rõ ràng. Mua bán công chứng nhanh trong ngày. Quý anh chị quan tâm thì hãy liên hệ với nhà đất Huy Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình để đi xem và sở hữu ngay căn nhà đẹp, giá bán hợp lý và thương lượng với chính chủ này. Chúng ta đang di chuyển lên khu vực không gian phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau. Chúng ta sẽ tham quan phòng giặt trước nha quý vị. Đây là phòng giặt này, đó khu vực giặt đồ để máy giặt nha. Sân thượng sau để phơi đồ và trồng rau này. Thì được gia chủ rào chắn rất là kỹ rồi và có cầu thang leo lên trên mái, cũng như là được ốp lát và trang trí rất là đẹp. Và ngoài sẽ là khu vực sân thượng phía trước và phòng thờ. Chúng ta đang đi ra khu vực không gian phòng thờ. Đây là không gian phòng thờ nha quý vị. Phòng thờ bộ tương đối rộng. Quý anh chị đang tìm mua nhà đẹp hẻm thông, đường 8 đến 10 mét, xe hơi xe tải ra vào quay đầu và tránh nhau thoải mái đi ở và làm văn phòng công ty cho thuê. Hướng đông nam, mát mẻ. Gần công viên, trên trục đường Phan X ngay gần với ngã tư Quang Trung và Phan X, phường 14 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Cũng như là gần với sân bay Tân Sơn Nhất khoảng chừng 10 phút thôi. Cách trung tâm thành phố khoảng chừng 25 phút. Thì hãy liên hệ với Huy Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình để đi xem căn nhà này nha mọi người. Một căn nhà với diện tích ngang 4,5 m, độ dài 20 m rất đẹp. Và sổ hồng riêng hỗ trợ vay ngân hàng lên tới 80% giá trị căn nhà khi mua. Nhà đất Huy Hùng rất hân hạnh được phục vụ quý anh chị khách hàng đi xem nhà và mua nhà trên địa bàn quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Đây là con đường chiếc nhà Hùng quay từ trên cao nha. Rồi, nhà đất Huy Hùng xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.